Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể khiến những chiếc TV cuối cùng được lắp ráp tại Mỹ phải tắt điện. Mỹ có 150 nhà máy sản xuất TV vào những năm 1950, với các nhà máy và nhà cung cấp sử dụng hàng trăm ngàn công nhân trên cả nước. Nhưng hiện nay, một chiếc TV màn hình phẳng được sản xuất với dây chuyền gần như hoàn toàn nằm tại châu Á. Nhà máy Elements Electronics là nhà máy lắp ráp TV duy nhất tại Mỹ và nó mang tính biểu tượng hơn là năng suất. Những chiếc TV ở đây hầu như được cấu thành 100% bằng linh kiện đến từ Trung Quốc. Nhà máy này chỉ hoàn thành các khâu lắp ráp cuối cùng tại Nam Carolina bởi 250 công nhân. Chính vì nguồn gốc gần như 100% Trung Quốc ấy, mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và việc Mỹ áp thuế lên hầu hết các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu đang đe dọa tới sự sống còn của nhà máy. Các công ty Mỹ và lao động Mỹ không nên bị kìm hãm bởi chính phủ. Tôi nghĩ đây là những hậu quả ngoài ý muốn vì căng thẳng thương mại đang rất phức tạp. Thuế áp lên các linh kiện Trung Quốc có nghĩa là nhà máy này sẽ không thể cạnh tranh về giá cả với các loại TV nhập khẩu từ Mexico và châu Á. Thậm chí nhà máy có thể đóng cửa, nhân viên bị cho thôi việc. Chúng tôi đã phải đề nghị chính phủ loại bỏ mặt hàng TV và linh kiện TV ra khỏi danh sách áp thuế. Cuộc chiến thuế quan không nên ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động Mỹ. May mắn là yêu cầu này của nhà máy TV đã được chính phủ đáp ứng. Tuy nhiên, khả năng Mỹ sẽ đánh thuế lên 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc, trong đó có cả TV và linh kiện TV, vẫn treo lơ lửng trên đầu nhà máy lắp ráp cuối cùng này.